Hoàng Đức lên tiếng nói rõ về khúc mắc giữa anh và ông Rozier. Khán giả cả nước lắc đầu ngao ngán, ông thầy người Pháp bị gọi là kẻ điên. Hoàng Đức là trụ cột tuyến giữa của đội tuyển thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Năm ngoái, anh còn được bình chọn là cầu thủ hay nhất Việt Nam. Nhưng từ khi huấn luyện viên Rozier nhậm chức đầu năm 2023, vai trò của anh dần sụt giảm, thậm chí không được ra sân phút nào trong hai trận đấu Philippines và Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026, khu vực châu Á. Huấn luyện viên Rozier từng công khai khẳng định không sử dụng Hoàng Đức vì anh chưa đáp ứng được yêu cầu của ông, trong khi tuyến giữa của đội tuyển đang ổn định. Theo nhà cầm quân người Pháp, xét về mặt cá nhân, Hoàng Đức là cầu thủ chất lượng, thi đấu đa dạng, có khả năng tạo đột biến nhưng chưa thể hiện tốt những phẩm chất đó trong tập thể. Tôi và huấn luyện viên Rozier từng có khúc mắc vì chuyện vị trí thi đấu, Nguyễn Hoàng Đức nói với phóng viên sáng ngày 5 tháng 1. Vị trí sở trường của tôi là tiền vệ, nhưng ông ấy bố trí tôi đá tiền đạo. Tuy nhiên, chuyện khúc mắc, chưa hiểu nhau như vậy là bình thường khi đội tuyển có huấn luyện viên mới. Trước đây, khi mới làm việc với huấn luyện viên Park Hang-seo, các cầu thủ cũng có những khúc mắc về vị trí. Nhưng rồi, khi các bên nói chuyện thẳng thắn, mọi chuyện được giải quyết. Bây giờ cũng vậy. Hoàng Đức cho biết thêm, trong những cuộc trao đổi với huấn luyện viên Rozier, anh thẳng thắn thừa nhận đá không quen, không thoải mái nên không phát huy hết khả năng khi chơi tiền đạo. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Pháp vẫn bảo lưu quan điểm, giải thích rằng đá tiền đạo trong sơ đồ của ông nhưng Hoàng Đức vẫn được phép giật về và triển khai bóng, đồng thời chỉ ra những tố chất cho thấy anh phù hợp để chơi vị trí mới này. Sau khi nói chuyện, thầy trò chúng tôi đã hiểu nhau. Tôi hứa sẽ cố gắng để theo được yêu cầu của huấn luyện viên, Hoàng Đức nói thêm. Hoàng Đức cũng được triệu tập để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2023. Tuy nhiên, hôm mùng 4 tháng 1, một ngày trước khi đội tuyển lên đường sang Qatar, anh bị gạch tên. Theo thông báo của huấn luyện viên Rozier, tiền vệ quê Hải Dương chấn thương từ khi thi đấu ở V-League, chưa tập được buổi nào. Từ khi lên tập trung do dẫn đau vì phụ dây chằng chạy sên trước và sau, dây chằng sên mắt sau, phù nề tổ chức phần mềm quanh mắt cá trong trái. Trước những nghi ngờ về tính xác thực của thông tin này, Hoàng Đức cho biết hôm qua khi thấy tên mình trong danh sách đăng ký dự giải với Liên đoàn bóng đá châu Á, anh rất vui và tin sẽ được dự giải. Nhưng trong cuộc nói chuyện sau đó, huấn luyện viên Rozier thông báo Hoàng Đức không có trong danh sách sang Qatar, khiến anh rất buồn. ASEAN Cup diễn ra 4 năm một lần và đây là giải đầu tiên Hoàng Đức có cơ hội thi đấu. Tuy nhiên, huấn luyện viên Rozier giải thích rất rõ ràng. Ông nói rằng, bác sĩ đánh giá chắc chắn tôi không kịp bình phục vì còn lại ít ngày. Nếu nhanh, tôi cũng chỉ hồi phục khoảng 70%, và ông ấy không muốn tôi ra sân thi đấu trong tình trạng như vậy. Bởi điều đó có thể dẫn tới sai sót, không tốt cho tôi. Huấn luyện viên Rozier cũng đặc biệt e ngại khi cố đá. Tôi có thể tái phát chấn thương và tình trạng sẽ rất tệ, ảnh hưởng tới sự nghiệp lâu dài. Tôi hiểu và chấp nhận dù rất buồn, Hoàng Đức cho hay. Sáng ngày 5 tháng 1, đội tuyển đã lên đường đi Qatar, còn Hoàng Đức trở về quê nhà Hải Dương nghỉ ngơi, dưỡng thương. Anh gửi lời chúc may mắn và tin tưởng đồng đội có thể làm nên chuyện ở ASEAN Cup. Anh nói, trong bóng đá, cơ hội chia đều cho tất cả. Tôi biết các đồng đội đang rất quyết tâm. Họ đã có khoảng 8 tháng để làm quen với triết lý mới của huấn luyện viên Rozier, nên cũng ổn. Việt Nam dự ASEAN Cup 2023 mà không có được lực lượng mạnh nhất. Ngoài Hoàng Đức, đội cũng mất sự phục vụ của Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Văn Toản, Nguyễn Tiến Linh, Đoàn Văn Hậu đều bị chấn thương. Huấn luyện viên Rozier chơi một canh bạc ở tuyển Việt Nam, khi đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ ngay từ khi lên ngồi, ghế nóng và quyết định đó đang thu được kết quả. Danh sách được huấn luyện viên Rozier đăng ký tham dự ASEAN Cup 2024 có tuổi bình quân là 23,3, trẻ đứng thứ hai giải đấu sau Indonesia 22,5. Những gương mặt trẻ đáng chú ý của tuyển Việt Nam như tiền đạo Đình Bắc, 19 tuổi, Thái Sơn 20 tuổi, Tuấn Dương, Văn Việt, 21 tuổi, Minh Trọng, Tuấn Tài và Văn Tùng 22 tuổi. Thống kê chiều cao trung bình của 624 cầu thủ đến từ 24 đội tuyển dự ASEAN Cup là 1m79,8, trong đó có 14 đội thấp hơn mức trung bình. Đội có chiều cao trung bình tốt nhất là Iran với 1m83. Cầu thủ cao nhất giải là trung vệ Harry Sauta của Australia, 1m98, còn người thấp nhất là Yamin Al-Yamani của Oman với 1m56. Đáng chú ý, Việt Nam là đội tuyển có chiều cao trung bình thấp nhất giải với thông số 1m75,4, thua cả Thái Lan 1m76 lẫn UAE 1m77. Dù mang đến Qatar cầu thủ cao bậc nhất châu Á là thủ môn Nguyễn Philip, 1m92, nhưng việc nhiều trụ cột khác vắng mặt như thủ môn Đặng Văn Lâm, 1m88, hậu vệ Đoàn Văn Hậu 1m85, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức 1m83 hay hậu vệ Nguyễn Đức Chiến 1m84 đã ảnh hưởng lớn đến chiều cao trung bình của tuyển Việt Nam. Xếp sau thủ môn Nguyễn Philip về chiều cao là ba cái tên ở hàng thủ: Bùi Quang Việt Anh 1m84, Hồ Tấn Tài và Nguyễn Thanh Bình cùng 1m81. Cách đây hơn 4 năm, tại ASEAN Cup 2019, nơi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vào đến tứ kết, chiều cao trung bình của tuyển Việt Nam là 1m74. Điều đáng nói, phần lớn trong số các cầu thủ trẻ trên đều có cơ hội đá chính ở tuyển Việt Nam,
Có trường hợp còn là trụ cột không thể thay thế như Phan Tuấn Tài, Thái Sơn, Minh Trọng. Việc trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ được khoác áo tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2024 nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Rozier. Chiến lược gia người Pháp trẻ hóa lực lượng đội tuyển quốc gia ngay sau khi ngồi ghế thuyền trưởng thay người tiền nhiệm Park Hang-seo và chắc chắn tiếp tục tin dùng người trẻ trong hành trình tại ASEAN Cup và vòng loại World Cup 2026 sắp tới. Trước ngày tuyển Việt Nam lên đường sang Qatar tập huấn chuẩn bị cho ASEAN Cup, huấn luyện viên Rozier phải nói lời chia tay với 9 cầu thủ vì chấn thương, trong đó có không ít trụ cột. Sự xáo trộn lớn về nhân sự không làm huấn luyện viên Rozier phải lo lắng. Ngược lại, chiến lược gia người Pháp khẳng định những cầu thủ cùng ông tới Qatar đều là hạng nhất và hợp lý nhất hiện tại. Với lực lượng này, tôi có thể xếp nhiều đội hình, nhiều sơ đồ khác nhau. Sự lựa chọn tùy vào từng đối thủ. Tất cả những người được chọn đều là các cái tên phù hợp với tiêu chí của tôi, từ việc triển khai bóng, phối hợp, phong cách thi đấu và nhiều yếu tố khác. Ông Rozier nhấn mạnh là người có thâm niên trong công tác đào tạo trẻ, với ngay cả các đội tuyển mạnh như Nhật Bản, Qatar, bờ biển Nga. Huấn luyện viên Rozier rất kiên định với cách làm của mình, bất chấp việc bị nhiều người chê bai, không tin tưởng. Khi bắt tay vào công việc ở tuyển Việt Nam, ông thầy 68 tuổi giới tung lực lượng, sàng lọc tới gần 100 cầu thủ để chọn ra những người phù hợp nhất, và dĩ nhiên sức trẻ luôn là yếu tố quan trọng nhất. Mạnh dạn dùng những Minh Trọng, Đình Bắc, Tuấn Tài, Văn Khang, ông Rozier chấp nhận chơi một canh bạc mạo hiểm. Canh bạc đó, ít nhất đã giúp chiến lược gia người Pháp thu được kết quả tốt cho đến lúc này. Thử hỏi, tuyển Việt Nam sẽ ra sao ở ASEAN Cup 2024 khi hàng loạt trụ cột Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Hoàng Đức, Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng, chấn thương mà không có phương án thay thế. Rồi những Tuấn Anh, Duy Mạnh, Hùng Dũng cũng chưa hoàn toàn bình phục, sẽ phải xoay sở thế nào khi quỹ thời gian còn lại rất ngắn. Giá trị của cầu thủ trẻ, giá trị của sự mạo hiểm trẻ hóa lực lượng, không chỉ đang giúp huấn luyện viên Rozier tự tin bước tới ASEAN Cup 2024 với mục tiêu vượt qua vòng bảng, mà còn là tiền đề cho những tham vọng lớn hơn trong tương lai của bóng đá Việt Nam. Vào tối 6 tháng 1, đội tuyển Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên trên sân Ang Đại Giàng 2. Đây là địa điểm tập luyện chính thức của thầy trò huấn luyện viên Rozier trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho vòng chung kết ASEAN Cup 2023. Trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, cho biết trước khi bước vào buổi tập này, các cầu thủ đã trải qua 2 buổi tập củng cố thể lực tại phòng gym của khách sạn, đồng thời về cơ bản cũng đã có sự điều chỉnh cần thiết về nhịp sinh học do lệch múi giờ. Theo VFF ghi nhận, sau 2 buổi chỉ tập thể lực trong phòng gym, huấn luyện viên Philippe Rozier quyết định đẩy cao khối lượng vận động trong buổi tập đầu tiên trên sân bóng nhằm giải phóng sức y cho các học trò. Bên cạnh đó, ông tiếp tục rèn giũa lối chơi triển khai bóng một cách chủ động và gia tăng khả năng kết dính giữa các tuyến. Tuy nhiên, điều thấy rõ nhất là tất cả toàn đội đều có sự tập trung cao độ, nỗ lực thực hiện một cách tốt nhất dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Philippe Rozier trên sân tập. Nhà cầm quân người Pháp, mặc dù tiếp tục thể hiện sự nghiêm khắc cần thiết đối với các học trò, nhưng vẫn dành khá nhiều lời động viên, khích lệ tinh thần toàn đội. Ông nhấn mạnh, đấu trường ASEAN Cup là một sự khác biệt rất lớn so với các giải đấu của Đông Nam Á. Ở đây, các đối thủ đều là những đội bóng hàng đầu châu lục, nên đòi hỏi mỗi cầu thủ cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn gấp bội, đặc biệt là phải tin tưởng lẫn nhau, tin vào sự chuẩn bị của đội tuyển và cùng nhau tạo thành một khối thống nhất. Cũng trong buổi tập đầu trên đất Qatar, đội tuyển Việt Nam đón tin vui khi tiền vệ Tuấn Anh đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện cùng toàn đội. Điều này giúp huấn luyện viên Rozier yên tâm hơn phần nào về nhân sự nơi tuyến giữa.